Câu chuyện về cô bé 9 tuổi nuôi mẹ liệt giường. Chị Hồ Thị Hương tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, khi đang mang thai con gái đầu lòng là bé Trà My, đã phát hiện mình bị chứng bệnh bầm dập tủy sống. Trà My chào đời cũng là thời điểm chị Hương trở thành một người bại liệt. Suốt 9 năm qua, cuộc sống của chị gắn liền với chiếc giường, với thuốc chữa bệnh và những cơn đau hành hạ dày vò chị từng giờ, từng ngày. Đau đớn thể xác là thế, nhưng cũng không bằng nỗi đau, nỗi xót xa khi chứng kiến bé Trà My, đứa con gái bé thơ, đáng yêu phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương, vật chất, cũng không được như bao bạn bè cùng trang lứa. Bệnh tình càng ngày càng nặng, thì những trăn trở lo lắng cho đứa con bé bỏng càng ngày càng lớn hơn. Con thì nói chung là mình chỉ mong muốn là con được học hành lên lớn lên chỗ. Vậy là sau đó con khi mà con nghề nghiệp mà ổn định chứ nữa, chứ mình bây giờ nằm một chỗ thì là cũng không biết là thế nào. Một cô bé ngoan ngoãn, hiếu thảo, một cô học trò nghèo học giỏi, có thể sẽ phải không còn được đến trường, có thể sẽ phải gác lại ước mơ tươi đẹp của mình ở tuổi lên chín thật sao? Quả là điều day dứt, không chỉ cho tôi mà cho tất cả chúng ta.